Chiều 1 tháng 3 năm 2023, tại Trung tâm Hội nghị huyện Lang Chánh đã diễn ra hội nghị xây dựng mô hình chuỗi giá trị tre luồng theo hướng phát triển bền vững tỉnh Thanh Hóa. Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục Phát triển Thị trường Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng chí Cao Văn Cường, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thanh Hóa. Về phía huyện Lang Chánh, dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện. Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của các đồng chí Cao Văn Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hoàng Văn Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lang Chánh, Đỗ Quốc Thái, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bamboo King Vina. Dự hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo các sở ban ngành cấp tỉnh, lãnh đạo các huyện miền núi có vùng tre luồng như Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Thạch Thành, Thường Sơn, Lang Chánh. Trước khi tổ chức hội nghị, các đại biểu đã đến thăm nhà máy chế biến tre luồng của Công ty Cổ phần Bamboo King Vina tại cụm công nghiệp Bãi Bùi. Tại đây, các đồng chí lãnh đạo các sở ban ngành cấp tỉnh và các huyện đã đánh giá cao tính ưu việt cũng như hiệu quả của nhà máy trong việc nâng cao giá trị của cây luồng bản địa. Trên diện tích 15 ha, nhà máy chế biến tre luồng của Công ty Cổ phần Bamboo King Vina sẽ tiêu thụ trên 500.000 tấn tre luồng mỗi năm, tạo việc làm cho 1.500 lao động và hàng chục nghìn lao động gián tiếp tại Lang Chánh và các huyện lân cận. Đồng thời hướng tới sự phát triển bền vững trong lĩnh vực sản xuất tre luồng tại huyện Lang Chánh và các huyện miền núi. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Cao Văn Cường, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thanh Hóa khẳng định, Thanh Hóa là tỉnh có diện tích tre luồng lớn nhất cả nước với khoảng 78.000 ha, phân bố chủ yếu ở các huyện miền núi như Quan Hóa, Quan Sơn, Lang Chánh, Bá Thước, Thường Xuân. Sản lượng khai thác luồng trung bình khoảng 1,2 triệu tấn một năm. Một phần sản lượng được cung cấp cho các cơ sở chế biến phục vụ công trình xây dựng và hàng trăm cơ sở sản xuất chế biến là hộ gia đình. Phần còn lại được tiêu thụ thị trường ngoài tỉnh để làm các sản phẩm xuất khẩu, vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, do tập quán chăm sóc lạc hậu, khai thác quá mức khiến cho rừng luồng trở nên kiệt quệ. Chính vì vậy, đồng chí đề nghị hội nghị cần tập trung bàn các giải pháp, thống nhất định hướng để phát triển vùng luồng Thanh Hóa một cách bền vững. Các cấp, các ngành, các địa phương và người dân cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với việc phát triển cây luồng, góp phần nâng giá trị cây luồng, đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đã bày tỏ niềm vinh dự của huyện Lang Chánh khi được lựa chọn là địa điểm tổ chức hội nghị xây dựng mô hình chuỗi giá trị tre luồng theo hướng phát triển bền vững. Đồng thời, đồng chí cũng thông tin thêm tới hội nghị về tình hình phát triển cây luồng trên địa bàn huyện, cũng như việc triển khai xây dựng nhà máy ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất sản phẩm tre luồng tại huyện. Đồng chí Bí thư huyện ủy Lang Chánh nêu rõ, huyện sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư phát triển nhà xưởng, chế biến các sản phẩm từ tre luồng, góp phần nâng cao giá trị của cây luồng địa phương. Theo báo cáo từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thanh Hóa, bình quân mỗi năm toàn tỉnh khai thác trên 60 triệu cây luồng và 80.000 tấn nguyên liệu khác như mùn cưa, phục vụ chế biến và xuất khẩu. Giá trị sản xuất năm 2021 ước đạt trên 552 tỷ đồng, chiếm 28,2% giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp. Giá trị xuất khẩu bình quân là 2,17 triệu USD, giải quyết việc làm cho 102.000 lao động, chiếm 40,8% lao động trong ngành lâm nghiệp. Việc liên doanh liên kết theo chuỗi giá trị đang được triển khai thực hiện có hiệu quả. Hiện nay có 2 doanh nghiệp liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ. Tiềm năng phát triển về tre luồng tại Thanh Hóa rất lớn, nhưng trong thời gian qua, việc trồng, chăm sóc, khai thác và chế biến các sản phẩm từ cây luồng còn nhiều hạn chế. Như việc tiếp cận khoa học kỹ thuật của người dân trong trồng và chăm sóc luồng còn hạn chế. Việc chăm sóc phòng trừ sâu bệnh chưa được quan tâm đúng mức. Hầu hết diện tích rừng luồng thâm canh, phục tráng nằm trên địa bàn có địa hình phức tạp, đất đai cằn cỗi, khó khăn về lực lượng lao động. Hầu hết rừng luồng đã có là luồng thuần loài và được khai thác liên tục trong nhiều năm. Đến nay đã bộc lộ nhiều nhược điểm, năng suất chất lượng giảm, nhiều diện tích bị khai thác quá mức. Các cơ sở tiêu thụ chế biến luồng còn nhỏ lẻ, hình thức liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất chưa phát triển. Các nhà máy chế biến chưa gắn kết với vùng nguyên liệu, chưa có nhiều sản phẩm chế biến sâu, giá trị hàng hóa sau chế biến chưa cao. Tại hội nghị, đại diện Công ty Cổ phần Bamboo King Vina đã đề xuất triển khai xây dựng mô hình chuỗi giá trị tre luồng toàn diện tại các huyện miền núi Thanh Hóa. Các ý kiến tham luận tại hội nghị của lãnh đạo các huyện, các doanh nghiệp, hiệp hội tre luồng Thanh Hóa cũng như người dân trực tiếp trồng luồng đã nêu lên thực trạng những thuận lợi khó khăn trong việc phát triển, nâng cao giá trị cây luồng, tình hình khai thác chế biến cây luồng cũng như các sản phẩm từ cây luồng trên địa bàn các huyện như Lang Chánh, Bá Thước, Quan Hóa. Đồng thời đề xuất một số giải pháp trong phát triển nâng cao giá trị cây luồng,
như các chính sách hỗ trợ người trồng luồng, xây dựng đường lâm nghiệp để thuận lợi cho khai thác, vận chuyển, đề xuất các chính sách phát triển vùng che luồng, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân, việc cấp chứng chỉ FSC cho rừng luồng, tạo điều kiện thu hút đầu tư vào sản xuất chế biến che luồng, nghiên cứu và đưa vào trồng các giống luồng có năng suất chất lượng cao, phát triển nâng cao giá trị cây luồng, để cây luồng không còn là cây tiềm năng mà trở thành cây thế mạnh trong phát triển kinh tế. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục Phát triển Thị trường Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, mong muốn rằng tỉnh Thanh Hóa nói chung và các huyện miền núi của tỉnh nói riêng sẽ đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, đưa các sản phẩm có giá trị từ các vùng nguyên liệu của địa phương vào thị trường trong và ngoài nước. Mặc dù bước đầu triển khai sẽ gặp không ít khó khăn, tuy nhiên nếu có sự chung sức và quyết tâm cao của chính quyền, doanh nghiệp và người dân, tin tưởng mô hình chuỗi giá trị che luồng tại Thanh Hóa sẽ đem lại giá trị lớn không chỉ về phát triển kinh tế mà còn góp phần cải thiện môi trường, đời sống người dân sẽ được nâng cao. Đồng chí cũng yêu cầu các địa phương, các ngành chuyên môn, đặc biệt là Hiệp hội Che luồng cần có nhiều sáng kiến để phát triển vùng nguyên liệu, đáp ứng yêu cầu sản xuất của doanh nghiệp cũng như thị trường tiêu thụ sản phẩm, nhiều quan tâm đến việc tạo giống mới, ươm giống phát triển vùng trồng mới trên địa bàn các huyện vốn có tiềm năng lợi thế về cây luồng.